chào các bạn đã trở lại với kênh Cửa Ngõ Tây Bắc của mình nhá. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục có mặt tại chợ phiên chợ Mai Châu của Hòa Bình các bạn ạ. Đằng sau mình là chợ được họp vào sáng chủ nhật hàng tuần và ngay tại sân vận động trung tâm thị trấn huyện Mai Châu. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng vào trong chợ cùng trải nghiệm với mình nha. Ở ngoài cổng này thì có bán rất là nhiều gà. Ở khu vực này là khu vực xe điện ở trong bản Lác ra chợ khách ra đi tham quan chợ và mua sắm ở chợ. Hôm nay là ngày chủ nhật nên là khách du lịch ở khắp các nơi rất là đông luôn. Những chiếc xe điện này là từ trong bản Lác. Để xem mùa này có những cái món đặc sản gì. Đây có cơm lam này các bạn này. Cô này bán cơm lam rồi bánh nha. Cơm lam. Mùa này vẫn có ốc núi mọi người ạ. Mùa này vẫn có ốc núi. Đây là thịt trâu à? Đây là thịt trâu hay là thịt lợn đây cháu? Cả thịt trâu thịt lợn à? Thịt trâu thịt lợn, lợn khô 400. Đây rất nhiều củ khoai. Mùa này vẫn còn ốc. Rất là đồng khay cho các bạn ạ. Ớt này. Mùa này cũng khá là nhiều đồ luôn các bạn. Bây giờ 8 giờ sáng. Hôm nay trong mùa quá khá nhiều. Ở chỗ này bán gà con, vịt con. Đây có mật ong các bạn ạ. Đây là cua. Đây là cua núi. Cái này mật ong khoái hả chị? Mật ong khoái này, còn nguyên tổ nữa mọi người này. Mật ong rừng ấy. Hạt dổi. Ở trong này thì nhiều, rất là nhiều gà con, vịt con luôn. Toàn bộ đây là khu chợ các bạn. Vừa khách du lịch, vừa bà con đi chợ và đi bán hàng. Đông đúc luôn. Phía này là phía ngoài cổng này, có hai cổng, sân vận động có hai cổng, một cổng ở đây và một cổng phía bên phải tận bên góc kia. Mùa này thì rất nhiều các mặt hàng nông sản. Phải sắp Tết rồi nên là bắt đầu bán rất nhiều giống hạt, giống cải. Để trồng chuẩn bị mùa đông này, trồng cải. Phía này thì bán cá này, cá sông, cá suối này, cá bé và cá tôm tép. Đây là ốc, ốc suối. Dầu rừng, dầu dệ, dầu dược dớn này, củ gừng này. Đây có mía. Rất nhiều mía. Chuối rừng. Hay quả sung. Thịt trâu, thịt lợn. Trâu lợn mắc khén. Măng. Thịt lợn hay thịt trâu đấy chị? Lợn trâu à? Thịt lợn, thịt trâu. Ở đây là măng này, măng khô. Măng khô. Ở đây là các loại thảo dược.
Đây là rất nhiều các loại thảo dược. Cái vỏ cây ăn trầu này, dây bổ máu người ta đã thái sẵn rồi, hơi khô rồi. Nếu lấy cái này cũng được, mà về phải thái. Cái đấy là dây gì bà? Cái này á? Dạ. Dạ hương rừng. Có mùi thơm đấy hả bà? Ừ đấy. À, cái này nó có mùi thơm. Đúng, còn mà này. Cái này là bà thái luôn à? Vâng, thái luôn. Cái này chắc là vỏ cây ăn trầu rồi đấy. Không. Cái này là đau lưng. Đau lưng à? Không, đau lưng. Ngâm. Ngâm với rượu hay về? Ngâm với rượu. Cái này thì chả có mùi gì. Cái này có mùi lấy ở trong rừng. Dạ. Cái này phải đi lấy rừng sâu lắm. Vâng. Còn cái này là dây bổ máu rồi. Có lại cái này đi đào đây con ơi. Cái này cũng dây bổ máu đây nhỉ? Loại này với loại này khác nhau nhỉ bà nhỉ? Cái này là huyết răng. Còn cái lá kia là lá gì ạ? Cỏ ngọt á. Cỏ ngọt. À. Cỏ ngọt. Rất là nhiều các loại thảo dược, thuốc dạ dày, đây là thuốc dạ dày. Cái này trộn sẵn mà. Dạ. Cái đây nhiều loại trộn với nhau đúng không? Thuốc đấy cái này. À vâng. À, mỗi loại thảo dược thì có công dụng chữa bệnh khác nhau. Đây bên này thì còn có nấm, cái này gọi là nấm lim mà, nấm lim. Đây chuối rừng cũng rất nhiều luôn, chuối rừng táo mèo nữa, chuối rừng táo mèo, trà sơn mật rồi đủ các loại luôn các bạn ạ. Hạt dổi. Ở đây là sâm, cái này là sâm gì nhỉ, quên rồi, sâm béo ạ. Sâm béo. Đấy, mọi người có nhu cầu mua hàng những các loại thảo dược thì liên hệ với mình, liên hệ với kênh Cửa Ngõ Tây Bắc để mình sẽ lấy và về để bán cho các bạn. Rất nhiều loại thảo dược luôn. Đây là các loại gia vị chẩm chéo, mắc khén, hạt dổi, nấm. Chợ hôm nay cũng rất đông lắm mọi người ạ. Ở đây có sâm đương quy. À, cái này tắc kè đá. Tắc kè đá. Sâm đương quy. Mấy củ này thì không được đẹp lắm, nó nhỏ nhỏ thôi. Còn nếu mà củ đẹp thì nó rất là đắt luôn. Nếu mà một củ nó tầm độ 1 cân hoặc là hơn 1 cân gì đấy thì nó rất là đắt luôn. Mình sẽ đi vòng hết quanh chợ này để cho mọi người cùng trải nghiệm chợ phiên Mai Châu của Hòa Bình. Ở đây mùa này có ngọc cẩu rồi này, mùa đông này bắt đầu có ngọc cẩu rồi. Đây ngọc cẩu về ngâm rượu mọi người nhé. Rất nhiều loại thảo dược luôn. Đây là lá đắng. Đây là hạt dổi tươi đây. À, hạt dổi này chưa phơi khô, còn cái này là phơi khô rồi. Hạt dổi, hạt tiêu. Đấy, đỏ chót như cái. Có mùi vị rất là thơm hạt dổi. Làm gia vị. Nhiều rau quả lắm. Bầu bí. Dưa chuột này, củ khoai này, các loại rất nhiều luôn. Đây có cái dây bổ máu khá to đây. Đây cái này là tươi luôn mọi người ạ.
Nó có cái nhựa màu đỏ đỏ kìa. Này về nấu uống thì rất là tốt. Đây này, về nấu thì ăn ăn cơm sẽ được nhiều cơm rồi này, đói cơm rồi này. Đỡ đau đầu chóng mặt. Dầu dớn khá là nhiều luôn. Ở đây là rất nhiều quả nho. À, đây là cái loại nho gì mà nó dài dài như này nha. Dài đen đen này. 29.000. Đây là nho nho Mỹ nho gì ấy, mình không hiểu về những cái quả này. Cũng ít mua cái loại quả này bởi vì nó khá là đắt. Bên khu vực này là khu vực đằng sau cùng ở trong này thì gì cơ? Gạo, bán gạo. Trong này bán gạo. Để xem này, bên này còn có gì. À đây là gạo. Đây là chấu ấy chứ nhỉ? Bán cả chấu. Cái này chắc về cho lợn nó gà. Còn loại gạo. Gạo nếp này. Gạo. Cái này là chấu, này là bán cho gà hay cho lợn đấy hả chị? Bán cả chấu cho gà cho lợn luôn. Khu vực này bán gạo này, trong này thì để xe rồi, không có cho mọi người. Để xe rồi, để xe. Mình sẽ đi ra phía ngoài này các bạn nhé. Tiếp tục đi hết khu chợ này để cho mọi người cùng xem và trải nghiệm. Mọi người có nhu cầu mua hàng, mua các loại thảo dược, thịt trâu gác bếp thì mọi người hãy liên hệ mình, số điện thoại để trên màn hình. Khu này là khu bán thịt lợn, gà, sâu bò. Bên này bán thịt này. Đây rất nhiều, đây là nấm lim, rồi khúc khắc, rồi tắc kè đá này. Cũng các loại thảo dược mà bà con đã bốc sẵn ra rồi. Chợ này khá là rộng, họp hết cái khu vực sân vận động này luôn, cho nên là đi cũng mỏi chân luôn đấy. Đi lại mỏi chân luôn đấy mọi người. Đủ các loại mặt hàng luôn. Me sông. Thớt, thớt kỳ gỗ nghiến, thớt nghiến. Nấm lim. Nấm lim to đấy, rất là nhiều luôn. Bên này thì còn to hơn nữa này. Cái này to luôn, như cái quạt. Linh chi. Linh chi. Linh chi cây đỏ. Linh chi nghìn năm. Linh chi cây đỏ. To như cái quạt luôn. Thành cây này. Đoạn thì đắt, cân 2 triệu. Đây là cái thái sẵn rồi các bạn. Người ta thái sẵn là đóng vào túi. Về còn mọi người sẽ không phải thái nữa.
thì việc cho phần nấu ngâm. Đây là phong lan này, phong lan này cũng có hoa nở cũng rất là đẹp đấy. Đây hạt rẻ, hạt rẻ. Kia là lá giang, lá moi. Nè nấm thái ra, thái ra. Đấy, mọi người có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ mình ở số điện thoại trên kênh nhé, thì mình sẽ lấy về để gửi cho bạn. Rất là đông đúc chợ, trên nào cũng đông các bạn ạ. Ở đây chị này bán cả củ sắn này, củ sắn này thì về nướng là rất là ngon đấy, củ sắn này sắn ta đấy, cái này nướng hoặc là luộc rất là ngon luôn. Bây giờ thì ít người ta ít trồng cái sắn này rồi, đa số là trồng những cái sắn đang sản, sắn gì sắn giống mới đấy, để nó nhanh thu hoạch đấy. Sắn đấy thì luộc nó không chín, nướng nó không chín, nó cứ sật đấy. Sắn này thì nướng nó bở lắm, nướng luộc nó bở, nó có mùi thơm rất là ngon luôn. Ở đây là con châu chấu rừng. Ở đây là hai loại mọi người nhá, loại này khác, một loại này khác này. Loại nào cũng ngon. Loại này thì nó ở trên trong rừng, nhưng mà nó hay ở trên cây, ở trên các cái bụi cây thấp thấp để nó kêu, buổi tối nó kêu. Còn cái loại này thì nó đi theo bầy đàn, nó ăn ở dưới đất. Còn đây là châu chấu ở ngoài ruộng lúa. Đây là con bọ xít lúa, bọ xít loại loại nhỏ này. Đây mình phải chuyển cái con này thì cũng con này thì mới ngon này. Châu chấu à? À con này con châu chấu. Châu chấu này thì ăn rất là ngon. Đây là bún cuốn rồi. Con này thì cũng rất là ngon luôn. Đấy là con bọ xít ruộng. Con bọ xít ruộng ấy. Làm sạch rồi nó tôi đấy. Dưới người ra. Mắc khén chẩm chéo. Mắc khén hạt dổi, xin lỗi mọi người. Mắc khén hạt dổi. Ở đây là những cái con cua đá, con núi các bạn ạ. Nó ở trên khe nữa rồi, con núi này. Mà cua người ta cho vào những cái giỏ như này. Cái này, cái này nó ở ngoài suối mà suối trên núi ấy. Đây là gọi là cua núi. Cứ mỗi lồng này thì được mấy con này, 3, 5, 7, 8, 9, độ 9-10 con một cái lồng này. Cái này không biết là người ta bán bao nhiêu nữa. Ở đây là ốc suối. Và đây là ốc sên đất. Này là ốc sên đất, người ta đập vỏ rồi. Cái này là bọt sên tươi này, chưa mới đập vỏ thôi. Còn này đây là ốc bươu. Ốc bươu xuống vỏ. Đây ốc suối. Rồi gần trưa rồi nhưng mà vẫn còn đông các bạn ạ. Chợ khá là đông thôi. Không gian chợ ở đây cũng khá là rộng rãi bởi vì họp vào cái sân vận động của trung tâm thị trấn Mai Châu này luôn. Đây là toàn bộ xung quanh chợ đấy các bạn nhé. Cả gan rồi cũng có này. Cả gan đấy.
khách ra ngoài thì bắt đầu mới vào để tham quan chợ. Ở đây có con này là con đuông dừa này, đuông dừa con còn sống này, tằm để nhộng, bọ xít châu chấu này, ở đây là sâu tre, đây là con bọ xít con nhỏ này, con bọ xít gì ấy, đây là con gọi là tôm rừng này, dế, còn đây là cái gì đây, à đây là hành tỏi thôi. Đây là ốc, ốc suối và ốc núi, cá trạch lươn, ếch này. Rất là nhiều thứ luôn. Các em ở ngoài phía cổng dưới này xem. Lúc nãy mình đi cổng trên, bây giờ mình sẽ đi cổng dưới. Cổng này thì cũng bà con bán các loại hạt cải, hành tỏi. Mùa này thì chưa có chuột với sóc, rúi. Vào dịp cuối năm ấy, người ta sẽ đi bẫy được nhiều hơn. Ở đây ra đến đường rồi. Ngoài này thì bà con không có bán hàng ở ngoài đường. Đó, chủ yếu là bán ở trong chợ. Ở đây là những cái chiếc xe điện từ trong bản Lác này. Xe điện chở khách. Nên là ngoài đường xe cộ thì nó cũng ít. Là ngày nghỉ ấy. À, nếu mà ngày đi làm thì xe cũng đi lại cũng rất là đông ô tô. Phải biết drama. Quay ngang á. Này á. Ừ. Rồi. Gần. Bây giờ thì khách đi vào chợ trải nghiệm xong thì họ sẽ lên xe và đi về. Và một số khách thì cũng vừa mới từ trong bản Lác đi ra. Đấy, có một chiếc xe du lịch ở kia. Chiếc xe đấy là hình như của khách nước ngoài hay sao ấy. Vừa trong kia vừa ra, vừa xuống xe. Thôi. Đây, xe điện. Đây là chiếc xe du lịch của khách nước ngoài các bạn.
Xe máy thì mình để trên kia, máy của mình để ở góc bên kia. Chỗ này bán rất nhiều gà luôn. Các bạn thân mến, các bạn vừa được xem và trải nghiệm chợ Mai Châu của Hòa Bình, một chợ phiên của người Mường, người Thái và cả người Mông. Ở đây thì bán rất nhiều các loại đồ đặc sản của Tây Bắc, ở đây cũng có rất là nhiều các bạn ạ. Bây giờ thì mình cũng xin tạm kết thúc cái video của mình ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Các bạn có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với mình với số điện thoại ở trên màn hình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo của mình trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.